Ngày 20 tháng 5, Quốc hội bắt đầu quy trình bầu Chủ tịch Quốc hội. Nhân sự được Trung ương giới thiệu vào chức danh này là ông Trần Thanh Mẫn. Với 100% đại biểu Quốc hội có mặt bấm nút tán thành thông qua nghị quyết về việc bầu Chủ tịch Quốc hội, ông Trần Thanh Mẫn trở thành Chủ tịch Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Lễ tuyên thệ nhậm chức của Tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn diễn ra ngay sau đó. Trong ảnh, Tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn di chuyển từ hàng ghế dưới hội trường Diên Hồng lên bục để thực hiện nghi lễ tuyên thệ. Ông Trần Thanh Mẫn là người kế nhiệm của ông Vương Đình Huệ, người vừa thôi giữ chức Chủ tịch Quốc hội hôm mùng 2 tháng 5 tại kỳ họp bất thường lần thứ 7 của Quốc hội. Ông Trần Thanh Mẫn sinh năm 1962, quê ở Hậu Giang, là tiến sĩ kinh tế, cử nhân chính trị. Ông là ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 10, ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12, 13, bí thư Trung ương Đảng khóa 12, ủy viên Bộ Chính trị khóa 13 và là đại biểu Quốc hội các khóa 13, 14, 15. Trước khi trở thành Chủ tịch Quốc hội, ông Trần Thanh Mẫn là phó chủ tịch thường trực Quốc hội và có thời gian ngắn được giao điều hành hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đặt tay lên hiến pháp, tân chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ, dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng, trước Quốc hội, trước đồng bào cử tri cả nước. Tôi, chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân và hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng hoa chúc mừng tân chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Phát biểu nhậm chức sau khi được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Quốc hội, ông Trần Thanh Mẫn chia sẻ đây là niềm vinh dự to lớn, đồng thời là trách nhiệm cao cả của ông trước đảng, nhà nước và nhân dân. Tân Chủ tịch Quốc hội cam kết công hiến hết sức mình, phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cả về công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sinh ngày 12 tháng 8 năm 1962 tại xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Trình độ chuyên môn, tiến sĩ kinh tế. Quá trình công tác từ tháng 7 năm 1979 đến tháng 12 năm 1982 là cán bộ huyện đoàn Châu Thành, tránh văn phòng huyện đoàn Châu Thành, ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ huyện đoàn Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Từ tháng 1 năm 1983 đến tháng 12 năm 1987 là phó bí thư thường trực huyện đoàn, rồi huyện ủy viên, bí thư huyện đoàn Châu Thành, đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Từ tháng 1 năm 1988 đến tháng 6 năm 1994 là ủy viên ban thường vụ tỉnh đoàn, phó bí thư tỉnh đoàn Hậu Giang, sau đó làm phó bí thư tỉnh đoàn, rồi bí thư tỉnh đoàn Cần Thơ, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 4, học cử nhân chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, hệ chính quy. Từ tháng 7 năm 1994 đến tháng 11 năm 1999, ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, ủy viên ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Tránh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, bí thư Đảng ủy văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ. Từ tháng 12 năm 1999 đến tháng 12 năm 2023 là tỉnh ủy viên, ủy viên ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ. Từ tháng 11 năm 2004 đến tháng 3 năm 2008, là ủy viên ban thường vụ, bí thư quận ủy Bình Thủy, đại biểu hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2004-2009. Tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 của Đảng, được bầu làm ủy viên dự quyết ban chấp hành trung ương Đảng từ tháng 3 năm 2008 đến tháng 12 năm 2010 là Ủy viên Dự quyết Trung ương Đảng khóa 10, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Từ tháng 1 năm 2011 đến tháng 9 năm 2015 là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Trường đoàn đại biểu Quốc hội khóa 13. Từ tháng 10 năm 2015 đến tháng 3 năm 2016 là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, trong thời gian từ tháng 1 năm 2011 đến năm 2016. Khóa 12 từ tháng 1 năm 2016, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Từ tháng 4 năm 2016 đến tháng 6 năm 2017 là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, đại biểu Quốc hội khóa 14. Từ tháng 7 năm 2017 đến tháng 1 năm 2021 là Bí thư Trung ương Đảng khóa 12, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Từ tháng 2 năm 2021 đến tháng 3 năm 2021 là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 7 năm 2021 là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khóa 14. Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 7 năm 2021. Tháng 7 năm 2021 là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa 15 kiêm Chủ tịch Tổ chức Nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam khóa 15 và Chủ tịch nhóm Nghị sĩ Việt Nam Lào từ tháng 11 năm 2021. Ngày 2 tháng 5 năm 2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho đến khi kiện toàn được chức danh Chủ tịch Quốc hội khóa 15 theo quy định. Ngày 20 tháng 5 năm 2024, tại kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa 15, ông được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Chiều ngày 20 tháng 5, Quốc hội thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội khóa 15 với tỷ lệ tán thành tuyệt đối. Ông Trần Thanh Mẫn được tín nhiệm cao, bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội đã thực hiện nghi lễ tuyên thệ ngay sau đó. Cảm ơn sự tín nhiệm của các đại biểu Quốc hội, Tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chia sẻ, đây là niềm vinh dự to lớn, đồng thời là trách nhiệm cao cả của ông trước đảng, nhà nước và nhân dân. Tân Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, dù ở vị trí công tác nào, ông cũng luôn ý thức là phải kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mark lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định đường lối đổi mới của đảng, đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc và quyền lợi ích hợp pháp nguyện vọng chính đáng của nhân dân bên cạnh đó ông mẫn cũng nhấn mạnh luôn ý thức việc nắm vững và nghiêm túc chấp hành đường lối chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước kiên định nhất quán và giữ vững nguyên tắc làm việc của đảng và pháp luật trước khó khăn thách thức mới của đất nước tân chủ tịch quốc hội cũng ý thức việc phải thường xuyên tu dưỡng rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng nghiêm túc tự soi tự sửa tự phê bình và phê bình gương mẫu về đạo đức lối sống trong công tác cũng như trong cuộc sống của bản thân gia đình chủ tịch quốc hội chia sẻ kỳ vọng vào tương lai phát triển của đất nước để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới tôi xác định là phải nỗ lực quyết tâm cao nhất để cùng toàn đảng toàn dân toàn quân thực hiện thành công mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh văn minh nhân dân ấm no hạnh phúc ông trần thanh mẫn cam kết công hiến hết sức mình phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân cùng quốc hội tập thể ủy ban thường vụ quốc hội các cơ quan của quốc hội cơ quan thuộc ủy ban thường vụ quốc hội và các đại biểu quốc hội tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cả về công tác lập pháp giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước ông cũng mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ đồng hành giúp đỡ tạo điều kiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ Chiều ngày 20 tháng 5, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội thông qua nghị quyết về việc bầu ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội khóa 15. Ông Mẫn là Chủ tịch thứ 13 trong lịch sử Quốc hội Việt Nam tính từ năm 1946 đến nay. Tại nhà Quốc hội, trước cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, trước đồng bào cử tri cả nước, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn tuyên thể tuyệt đối trung thành với Tổ quốc với nhân dân với hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng nhà nước và nhân dân giao phó. Phát biểu trước Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tân Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đây là vinh dự vô cùng to lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm rất nặng nề đối với cá nhân ông trong giờ phút thiêng liêng này ông trần thanh mẫn trân trọng cảm ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại các bà mẹ việt nam anh hùng các anh hùng liệt sĩ với trọng trách mới tân chủ tịch quốc hội trần thanh mẫn nguyện công hiến hết sức mình sẽ đem hết sức mình phát huy truyền thống tốt đẹp và thành tựu của quốc hội qua các thời kỳ tiếp tục đổi mới phương thức nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của quốc hội vì mục tiêu tối thượng phục vụ lợi ích của quốc gia dân tộc vì hạnh phúc của nhân dân 475 trên 475 đại biểu có mặt tức là 100% thông qua nghị quyết bầu ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội làm Chủ tịch Quốc hội. Cuối phiên làm việc sáng cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để đại biểu bầu Chủ tịch Quốc hội. Sau khi thảo luận tại đoàn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến trước khi Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách bầu. Đại biểu bầu Chủ tịch Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín. Khi kết quả kiểm phiếu được công bố, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình dự thảo nghị quyết để Quốc hội thảo luận biểu quyết thông qua. Ông Trần Thanh Mẫn, 62 tuổi, quê huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, là tiến sĩ kinh tế. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng 3 khóa 11, 12, 13, Bí thư Trung ương Đảng khóa 12, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, đại biểu Quốc hội khóa 13, 14, 15. Ông từng làm phó bí thư tỉnh đoàn Hậu Giang, bí thư tỉnh đoàn Cần Thơ, phó chủ tịch, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, bí thư thành ủy Cần Thơ, chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tháng 4 năm 2021, ông Mẫn được bầu làm phó chủ tịch Quốc hội. Ngày 2 tháng 5, ông được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công điều hành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội sau khi Quốc hội miễn nhiệm ông Vương Đình Huệ. Trong hai ngày là ngày 21 và ngày 22 tháng 5, Quốc hội sẽ tiến hành quy trình bầu Chủ tịch nước nhân sự được trung ương giới thiệu để quốc hội bầu là đại tướng tô lâm bộ trưởng công an